Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người 4 mẫu loa vừa có thể xem nhạc được nè, vừa có thể xem phim được nè, trong phân khúc dưới 35 triệu. Thì mọi người hãy xem đến cuối video này để biết được là nhu cầu của mình sẽ phù hợp với mẫu loa nào nhé. Bắt đầu thôi. Và đầu tiên mình xin giới thiệu cho mọi người đó là mẫu loa Calibre Romeda Heritage 2.1. Thì đây là mẫu loa vi tính tốt nhất trong phân khúc 6 triệu. Trước hết thì mình sẽ nói về cái thiết kế của em này ha. Thiết kế của em này là thiết kế dạng vân gỗ nên mọi người có thể rất là dễ dàng phối ghép trong không gian phòng của mình. Và tiếp theo mình sẽ nói về cái củ loa của em này. Thì mọi người có thể thấy thì đặc trưng của những dòng Calibre là củ loa họng càng. Thì với cái củ loa họng càng này em loa này có thể cho mọi người một cái góc phủ âm thanh rất là lớn. Thì thay vì các bạn để dùng làm loa vi tính, các bạn vẫn có thể dùng làm loa tivi vẫn rất là ok nha mọi người. Nói về cái chất âm của em này thì với những dòng Calibre thì chất âm rất là sáng, đặc biệt là tiếng chép nha. Thêm một em súp này nữa thì nó sẽ hỗ trợ cho cái âm bass của mình thêm là lực nè và rất là sâu. Nên là các bạn có thể chơi đa dạng những dòng nhạc được, từ nhạc pop này, ballad này cho đến những dòng nhạc mạnh cần âm bass nhiều như là nhạc dance này, nhạc EDM. Và tiếp theo mình sẽ nói về cái kết nối của em này ha. Thì mọi người có thể kết nối qua Bluetooth này hoặc là cắm dây trực tiếp vào TV của mình hoặc là lên máy tính. Và mọi người muốn cho bộ loa của mình thêm đa dạng kết nối hơn đó, thì mình có thể phối thêm một em Queen Mini này nữa. Thì với em Queen Mini này có thể giúp cho bộ loa mình stream nhạc trực tuyến qua wifi này với cái độ trễ thấp hơn này và chất lượng âm nhạc rất là tốt hơn rất là nhiều. Thì em Queen Mini này thì anh Vũ cũng đã có review rồi, nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về em này hoặc là chưa xem video thì mình có để link ở góc trái màn hình nhé. Thì với em này nữa là khoảng tầm 4 triệu thôi, kiểu mọi người đã có thể có một bộ loa trong tầm giá dưới 10 triệu, vừa có thể xem phim này, vừa có thể nghe nhạc này đó. Và nếu mọi người muốn chuyên về xem phim nhiều hơn thì mọi người có thể đến với sản phẩm tiếp theo nhé. Và sản phẩm tiếp muốn giới thiệu với mọi người đó là em Sao 3 CBL 1000. Thì với thiết kế của em này á thì mọi người có thể thấy là mình sẽ có bao gồm một thanh ngang này và hai em loa vệ tinh. Đây, hai em loa vệ tinh đây. Thì với hai em loa vệ tinh này, mọi người có thể để phía sau lưng mình làm hai em loa surround, có thể cho các bạn một cái hiệu ứng 7.1.4. Và đi kèm với đó là một em súp. Thì với em súp này á là em súp gầm nha mọi người. Với em súp gầm này sẽ cho các bạn một cái âm bass cực kỳ chắc, cực kỳ mạnh và cực kỳ lực, và có một cái độ loa như các bạn trải nghiệm xem phim tại rạp vậy. Và chỉ với 22 triệu thôi đã có thể sở hữu vừa có loa surround này, vừa có loa sub này, thay vì phải bỏ ra số tiền đến 40-50 triệu cho những dòng sau ba khác, ví dụ như là hãng Bose đi, thì những dòng đó thì phải loa surround và loa sub phải mua tách rời ra nên là chi phí đội lên rất là cao. Và bên cạnh đó thì em này vẫn có thể phát nhạc qua Bluetooth được nha mọi người, nhưng mà mình lại không có đánh giá cao về cái chất âm khi mà phát nhạc qua Bluetooth của em này. Tại vì cái củ loa mọi người thấy nó rất là bé, chỉ rất bé thôi, nên là khi mọi người muốn nghe nhạc chi tiết hơn á, nghe nhạc hay hơn thì em này sẽ không có đáp ứng được. Và nếu mọi người vừa muốn nghe nhạc chi tiết này, vừa muốn nghe nhạc hay này và vừa muốn đáp ứng được cái mức xem phim ở mức ok thì mọi người hãy đến với sản phẩm thứ ba nhé. Sản phẩm thứ ba mình muốn giới thiệu với mọi người đó là dòng Audio Pro A28. Thì em này á là em loa bút xe mọi người. Thì mọi người thấy thiết kế của em này rất là nhỏ này, gọn này, và đặc biệt là chuẩn phong cách Bắc Âu, cực kỳ là tối giản. Nên là khi mọi người phối ghép với không gian phòng của mình á, nó sẽ thêm phần tinh tế này, phần sang trọng hơn rất là nhiều. Và thứ hai mình sẽ nói về cái chất âm của em này nha. Vì dòng này là dòng chuyên về nghe nhạc hi-fi nên là âm dãy, âm chép này, âm mid này, nó sẽ có một cái độ chi tiết rất là ok. Nhưng mà về âm bass của em này á, thì tại vì em này là loa bút xeo nên là về âm bass này thì nó sẽ hơi thiếu lực một tí. Thay vào đó thì mình có thể phối thêm một em súp SW5 này nữa, nó sẽ hỗ trợ cho phần âm bass của mình thêm lực hơn này, đó, thêm sâu hơn và mạnh hơn, khiến cho mọi người có đa dạng trải nghiệm về thể loại nhạc hơn. Và khi mà các bạn xem phim á, thêm phần phấn khích hơn, đặc biệt là những cảnh hành động này hoặc là những cảnh có bom, ném bom này, đấy. Với cái mức giá hiện tại của em Audio Pro A28 này á là 17 triệu và em súp SW5 là 8,5 triệu. Thì tùy theo nhu cầu của mọi người, nếu mọi người chỉ nghe nhạc và lâu lâu mới xem phim á thì chỉ cần một cặp Audio Pro A28 là được rồi. Và nếu mọi người mà chuyên về xem phim nhiều hơn, thích xem phim nhiều hơn á thì mọi người nên phối thêm một em súp SW5 này nữa để cho cái trải nghiệm xem phim của mình thêm được hoàn hảo nhất, ok nhất, phấn khích nhất. Và đến với chùm cuối video ngày hôm nay, em Audio Pro A48. Thì về thiết kế của em này á cũng sẽ tương tự với em A28 thôi, là vì cùng một nhà mà nên là thiết kế cũng sẽ rất là tối giản và khiến cho mọi người rất là dễ phối trong không gian của mình. Và tiếp theo mình sẽ nói về cái kết nối của em này á. Thì kết nối của em này hồi nãy em A28 mình cũng quên nói rồi. Cái kết nối thì nó sẽ cũng sẽ tương tự nhau thôi. Về kết nối thì mình có thể kết nối qua wifi này, kết nối qua bluetooth này, hoặc là cắm dây trực tiếp từ em loa lên tivi qua cổng HDMI. Thì
Thì với việc cắm dây qua HDMI này á, nó sẽ tạo cho em loa Auriro A28 có tính năng là giả lập âm thanh vòm. Thì với tính năng này á, thì nó sẽ cho các bạn một cái không gian âm thanh rộng hơn, lớn hơn rất là nhiều. Và về chất âm của em Auriro A48 thì sẽ cực kỳ ấn tượng hơn là em loa Buxell A28, đặc biệt là về phần âm bass cực kỳ sâu, cực kỳ chắc và cực kỳ mạnh. Với cái việc mà âm bass nó cực kỳ chắc và mạnh như thế này á, mình có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc, từ nhạc pop ballad này đến những dòng nhạc IDM, nhạc mạnh hơn nữa, cần nhiều âm bass hơn. Và với mức giá là 35 triệu cho em Auriro A48 với rất là nhiều tính năng như thế. Và hiện nay tại Thiên Vũ Audio đang có chương trình khuyến mãi tặng thêm âm thanh Audio Technica khi các bạn mua em Auriro A48 này. Thì với cái em âm thanh Audio Technica này thì mọi người có thể kết nối với em loa qua Bluetooth mà không cần đi dây trực tiếp vào. Thì với cái việc này thì mọi người có thể trang trí em âm thanh ở bất kỳ đâu trong không gian nhạc của mình mà vẫn có thể lấy được nguồn nhạc từ em âm thanh. Nhưng mà đừng để xa quá nhé, tại vì tín hiệu Bluetooth sẽ không được tốt lắm đâu. Và vừa rồi là 4 mẫu loa trong phân khúc dưới 35 triệu mà mọi người có thể vừa xem phim này, vừa nghe nhạc được. Và hiện tại những mẫu loa đó đang có sẵn demo tại showroom. Nếu mọi người muốn trải nghiệm chất âm trực tiếp của em nó, hãy đến ngay Thiên Vũ Audio. Và mọi người có ý kiến hoặc là thắc mắc gì hãy để lại dưới comment, like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ nhé. Chào tạm biệt mọi người.